Nhận định bóng đá soi kèo Pháp với Bulgaria lúc 2 giờ 10 phút ngày 9 tháng 6 năm 2021, Pháp sẽ có trận đấu với đối thủ Bulgaria trên sân nhà trong trận giao hữu quốc tế. Đây là cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Didier Deschamps có thêm những sự chuẩn bị cho vòng chung kết Euro sắp tới. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đoàn quân của huấn luyện viên Didier Deschamps đang có được phong độ thi đấu ổn định trong thời gian gần đây khi mà Pháp đã giành được 4 chiến thắng cùng 1 trận hòa sau 5 trận đấu gần nhất. Trong trận đấu gần nhất của Pháp, các học trò của huấn luyện viên Didier Deschamps đã có được chiến thắng trước đối thủ xứ Wales trong khuôn khổ các lượt trận giao hữu quốc tế. Được thi đấu trên sân nhà trong trận đấu này sẽ là một lợi thế đối với thầy trò Didier Deschamps. Khi mà Pháp đang chơi ổn định trên sân nhà với việc giành 2 chiến cùng 1 trận hòa thắng sau 3 trận đấu trên sân nhà gần nhất, thêm vào đó, trong 3 lần gần nhất đối đầu với đội tuyển Bulgaria, Pháp đã giành được cả 3 chiến thắng, soi kèo tài xỉu Pháp với Bulgaria. Theo thống kê, những trận đối đầu gần nhất giữa hai đội đang có tỷ lệ đổ tài cao hơn. Cụ thể với kèo tài xỉu 3, có 2 trong 3 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội đã nổ tài. Thêm vào đó, hàng thủ của Bulgaria đang thi đấu khá tệ, trong khi hàng công của tuyển Pháp lại được đánh giá khá cao. Do đó, các chuyên gia dự đoán khả năng trận đấu này sẽ nổ tài là khá cao, soi kèo hiệp 1 Pháp với Bulgaria. Với lợi thế sân nhà trong trận đấu này, đoàn quân của huấn luyện viên Didier Deschamps sẽ là những người chủ động đẩy cao đội hình chơi tấn công và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn. Dưới sức ép của đội chủ nhà, các chuyên gia soi kèo nhà cái bóng đá dự đoán khả năng Pháp sẽ có được bàn thắng trước trong hiệp 1.